2 ngày 1 đêm đầy sắc màu tại Ninh Bình, khám phá vẻ đẹp hoang sơ và di sản. Ninh Bình, một vùng đất yên bình nằm ở phía Bắc Việt Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ và bề dày lịch sử văn hóa. Được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, nơi đây sở hữu cảnh quan kỳ thú với những dãy núi đá vôi trung điệp, dòng sông thơ mộng và các hang động huyền bí. Tỉnh Ninh Bình còn được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 23 địa điểm đáng du lịch nhất thế giới. Không những thế, Ninh Bình còn đứng thứ 7 trong top những địa điểm thân thiện nhất thế giới do Travel Review Award bình chọn. Chúng ta hãy cùng khám phá mảnh đất tuyệt đẹp này qua chuyến đi 2 ngày 1 đêm để cảm nhận phong cảnh nơi đây nhé! Ngày đầu tiên, chúng ta sẽ di chuyển đến Ninh Bình và khám phá trước thiên nhiên nơi đây. Địa điểm đầu tiên chúng ta cùng ghé thăm đó là Tam Cốc, Bích Động. Nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn nhờ vào khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng. Khi ngồi trên thuyền, nhẹ lướt trên dòng sông Ngô Đồng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những dãy núi đá vôi dựng đứng trải dài bên những cánh đồng lúa xanh tươi. Hệ thống 3 hang động lớn gồm hang Cả, hang 2 và hang 3 với những khối nhũ đá thiên nhiên tuyệt mỹ càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của nơi này. Gần đó, chùa Bích Động, một ngôi chùa cổ kính được xây dựng trên vách núi, mang đến không gian thanh tịnh và tĩnh lặng cho du khách tìm đến sự bình yên trong tâm hồn. Sau khi tận hưởng đủ vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây thì chúng ta cùng di chuyển đến nhà hàng để nghỉ trưa và ăn uống. Đến với Ninh Bình, hãy một lần nếm thử các món dê nơi đây. Dê núi Ninh Bình được nuôi thả tự nhiên trên các triền núi đá vôi nên thịt rất săn chắc và thơm ngon. Có nhiều cách chế biến dê núi như dê xào, gỏi dê, dê nướng và đặc biệt là lẩu dê. Thịt dê thường được ăn kèm với các loại lá thơm như lá sung, lá mơ và chuối chát, kết hợp cùng nước chấm tương gừng đặc trưng tạo nên hương vị hài hòa và đặc sắc. Tiếp tục chuyến hành trình, chúng ta hãy cùng khám phá khu danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, là một điểm không thể bỏ qua khi tới Ninh Bình. Hệ thống hang động tại Tràng An là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên và lịch sử văn hóa. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền trôi qua những dãy núi đá vôi, xuyên qua những hang động kỳ bí và dừng chân tại đền đài cổ kính nằm rải rác dọc tuyến đường. Tràng An không chỉ là một điểm tham quan đẹp về mặt cảnh quan mà còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện lịch sử về quá trình bảo vệ và phát triển vùng đất cố đô. Buổi tối, quý vị có thể tự do tham quan, thưởng thức món ngon và vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây. Các món ăn ở Ninh Bình không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn mang đậm nét truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một số món ăn đặc sắc mà bạn có thể thử là cơm cháy Ninh Bình, là món ăn đặc trưng và nổi tiếng nhất của Ninh Bình. Đặc biệt, cơm cháy Ninh Bình được ăn kèm với nước sốt dê hoặc nước sốt thịt đậm đà, tạo nên hương vị béo ngậy và giòn rụm. Đây là món quà lưu niệm phổ biến mà du khách thường mua về sau mỗi chuyến đi. Gỏi cá nhạch. Gỏi cá nhạch là món ăn đặc trưng của vùng ven biển Ninh Bình, nhất là ở huyện Kim Sơn. Cá nhạch được chế biến công phu để giữ được độ tươi ngon, sau đó được làm thành gỏi với các loại rau sống như lá đinh lăng, lá sung, lá mơ. Điểm đặc biệt của món gỏi cá nhạch chính là nước chấm. Nước chấm được pha từng mẻ, thêm gừng, tỏi và các gia vị, tạo nên hương vị chua chua, cay cay vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, còn rất nhiều món ăn thú vị khác như xôi trứng kiến, nem chua Yên Mạc, miến lươn. Tiếp nối chương trình, ngày 2 chúng ta sẽ cùng đến với những địa điểm đậm tính lịch sử và tâm linh ở đây. Buổi sáng khám phá kinh đô của Việt Nam dưới triều Đại Đinh và Tiền Lê, cố đô Hoa Lư. Khi bước chân vào khu vực này, du khách như được trở lại thời kỳ huy hoàng của đất nước với những đền đài, di tích lịch sử còn lưu giữ. Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành, hai nhân vật có công lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là nơi để du khách tưởng nhớ và tìm hiểu về sự nghiệp vĩ đại của các vị anh hùng. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp bao quanh, cố đô Hoa Lư không chỉ là một điểm đến về văn hóa mà còn là nơi để tìm hiểu về quá khứ hào hùng của dân tộc. Kết thúc chuyến đi, cùng ghé qua ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, chùa Bái Đính, là trung tâm Phật giáo của khu vực miền Bắc với kiến trúc hoành tráng và uy nghi. Bái Đính không chỉ thu hút du khách bởi không gian thanh tịnh mà còn bởi vẻ đẹp văn hóa tâm linh sâu sắc. Quần thể chùa bao gồm nhiều khu vực, trong đó nổi bật là tháp chuông khổng lồ, tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam và hàng trăm bức tượng La Hán dọc hai bên đường hành lễ. Chùa Bái Đính không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là điểm du lịch tâm linh, thu hút hàng nghìn người mỗi năm đến để cầu nguyện và tìm kiếm sự bình an. Và đó là lịch trình sơ bộ về chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm đầy ý nghĩa tại Ninh Bình. Vì Ninh Bình còn rất nhiều địa điểm hay ho và thú vị, nhưng thời gian thì có hạn. Vậy nên, có thể linh hoạt thay đổi những địa điểm trên, ví dụ như Hang Múa, Vườn Quốc gia Cúc Phương, sao cho phù hợp với lịch trình nhé. Đừng quên để lại một like và subscribe cho chúng tôi để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!